Thưa quý vị, tiếp tục phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật đường bộ. Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương điều hành nội dung phiên họp. Báo cáo một số vấn đề lớn được giải trình tiếp thu chỉnh lý trong dự thảo luật đường bộ tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Lê Tấn Tới cho biết về các nội dung chỉnh sửa đã bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật. Đối với quy định về hệ thống giao thông thông minh, đây là vấn đề mới, còn nhiều nội dung cần tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh trong quá trình thực hiện. Vì vậy, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị trong dự thảo luật chỉ quy định các nội dung mang tính nguyên tắc chung và giao cho Chính phủ quy định chi tiết để đảm bảo tính khả thi. Về quy định giao cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thực hiện đầu tư xây dựng quốc lộ, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh xây dựng hai phương án quy định điểm C khoản 2 điều 32 trong dự thảo luật như sau. Phương án 1, quy định cho phép Bộ Giao thông Vận tải phân cấp cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh đầu tư xây dựng quốc lộ tại điểm C khoản 2 điều 32, đồng thời bổ sung quy định sửa đổi bổ sung luật ngân sách nhà nước, luật đầu tư công tại khoản 4, khoản 5 điều 90 của dự thảo luật. Phương án 2 cơ bản giữ nội dung điểm C khoản 2 điều 32 như dự thảo luật chính phủ trình, nhưng bổ sung nội dung điểm D khoản 3 quy định việc đầu tư xây dựng công trình đường bộ phải tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về ngân sách và pháp luật có liên quan. Thảo luận nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cho rằng với phương án 1 cần phải nghiên cứu kỹ. Quốc lộ, đường cao tốc thuộc hệ thống quốc lộ do Trung ương đầu tư thì là có thể giao cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tham gia. Đây là nội dung mà hiện nay đang thực hiện thí điểm theo nghị quyết quốc hội. Thì cái tính phù hợp với cả cái kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quan điểm xây dựng luật đã đáp ứng chưa và đã đủ chín, đã kiểm nghiệm thấy là phù hợp, đã tổng kết đánh giá cái thực hiện nghị quyết thí điểm của Quốc hội để có đủ cơ sở để luật hóa ở trong luật này hay chưa, thì chỗ này chúng tôi cũng đề nghị làm rõ thêm. Một số đại biểu cũng đề nghị cần nghiên cứu thật kỹ khi luật hóa các vấn đề đã được thực tiễn kiểm nghiệm, đánh giá toàn diện các vấn đề xung quanh phạm vi điều chỉnh, các quy định liên quan đến giao thông thông minh, quỹ đất dành cho kết cấu hạ tầng đường bộ,